Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lấp vịnh Hạ Long, Tổng Trọng còn truy cùng diệt tận Thủ tướng đến bao giờ? Đằng sau câu chuyện về dự án Lấp vịnh Hạ Long, hay còn được gọi là phân lô bán nền di sản thế giới, đã không còn dừng lại ở mức độ vi phạm luật di sản hay luật môi trường, mà là một cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng cung đình chính trị Việt Nam. Có những thế lực chính trị trong đảng đã huy động tổng lực truyền thông mà họ thao túng vào cuộc để thổi bùng vụ việc bằng những bài báo với những tít mở đầu bằng sừng sốt, kinh hoàng, dã man để mà câu view, cũng như gây sốt dư luận lấp vịnh Hạ Long ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính, một người đang sống ở Việt Nam trong sa sút đào núi và lấp biển, nhận định rằng cái vụ hòn non bộ ở Cẩm Phả mình ngửi thấy mùi đánh nhau. Hễ cứ vào vụ nào tạo sóng dư luận quá mức cần thiết là chắc hẳn có bàn tay lông lá của người mà ai cũng biết đó là ai. Vụ này anh em quan lại Quảng Ninh lành ít giữ nhiều, chứ không phải đánh thẳng doanh nghiệp đầu tư đâu. Vẫn theo ông Dương Quốc Chính, việc Quảng Ninh rời núi lấp biển đã diễn ra hơn chục năm nay rồi. Bắt đầu từ việc lấp biển làm đường ra đảo Tuần Châu, rồi cái đảo đó nở mãi ra, toàn bộ khu vực BMI, Marina, Hùng Thắng, cả khu vực Sunwood, rồi cả nguyên khu bãi tắm ở bãi cháy đều là lấn biển. Cái đảo của Vinpearl cũng là nhân tạo để mà xây khách sạn. Cho nên toàn bộ khu đường bao chen trên biển Hòn Gai, khu vực bảo tàng Quảng Ninh v.v. cũng là lấp biển mà thành. Chính quyền Quảng Ninh đã lấn ra biển thêm hơn 10.000 hecta ở Hạ Long và khoảng hơn 6.000 hecta ở Cẩm Phả, hơn 5.000 hecta đất lấp biển. Và cái dự án bị lên báo đó nó nằm sát đường chính, ai cũng nhìn thấy. Đó là lý do theo Dương Quốc Chính đánh giá, vụ này được thổi lên một cách không ngẫu nhiên, chứng tỏ có một kế hoạch truyền thông. Có lẽ đích ngắm là chính quyền tỉnh Quảng Ninh hiện tại và trong quá khứ, rồi có thể liên quan đến bác nào đó ở trên cao, có trách nhiệm trong việc đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành công. Bản đồ quốc tế cho thấy dự án đang gây xôn xao dư luận tại vịnh Bái Tử Long thuộc vịnh Hạ Long. Nhận định của Dương Quốc Chính được củng cố hơn khi Facebook Cao Bá Đỗ, người được mạng xã hội cho là một ông sếp tại FDP, đã viết trên trang cá nhân rằng báo chí và mạng xã hội đồng loạt nói về dự án lấn biển, biến hòn núi đá trên vịnh thành hòn non bộ. Hầu hết mọi người đều nói rằng công trình lấn biển trên vịnh Hạ Long hoặc là ở vùng đêm của vịnh Hạ Long. Tôi có vào bình luận trên mạng một trang báo uy tín rằng đây là dự án ở vịnh Bái Tử Long cách bãi cháy 24 km, cần chính xác thông tin thì lập tức bị vùi dập. Bác nhận được bao nhiêu tiền đấy? Ý là tôi là người được chủ dự án cho tiền là viết comment hay sao? Cũng theo đường link do tác giả cung cấp dẫn đến bản đồ vịnh Hạ Long trong hồ sơ của UNESCO, là cơ quan công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của thế giới, đã cho thấy rõ ràng Quang Hạnh và dự án Quang Hạnh màu đỏ không nằm trên vịnh Hạ Long và cũng không thuộc vùng đệm của Hạ Long, nó nằm hoàn toàn trên vịnh Bái Tử Long. Nếu sử dụng công cụ Google Maps thì cũng cho thấy một kết quả chung như vậy. Facebook Cao Bá Đỗ đã đặt ra một nghi vấn đáng quan tâm, đó là vì sao đây là một hiện tượng xã hội lớn làm dư luận dậy sóng như vậy mà tiếc rằng không có trang báo nào, không có người nổi tiếng trên mạng xã hội nào, cơ quan nào lên tiếng đúng sự thật rằng dự án thuộc vịnh Bái Tử Long chứ không thuộc vịnh Hạ Long. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính: điều đáng nói là một dự án được cho là tai tiếng nằm ở vịnh Bái Tử Long, cách vịnh Hạ Long hàng chục cây số, chẳng liên quan gì tới việc phân lô bán nền vịnh Hạ Long, mà lại được báo đảng đổ vạ thì có lẽ không có gì là khó hiểu. Khi mà ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, những phân tích đánh giá kể trên hoàn toàn phù hợp với những diễn ra ở chính trường Việt Nam từ đầu năm 2023 cho đến nay. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có kế hoạch loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nội bộ của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Song cuối cùng, ông Tổng Bí thư đã thất bại. Trước Hội nghị Trung ương 8 và khóa 13, Tổng Trọng tiếp tục đay nghiến với cử tri Hà Nội về điều trốn cũng không trốn được đâu, để ám chỉ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em gái mây mưa của ông Phạm Minh Chính. Và với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đối với 44 nhân vật lãnh đạo do Quốc hội bầu và bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn vượt qua ngoạn mục. Như vậy, để chặn bằng được bước tiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới đây,
và tạo điều kiện cho Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ lên thuận trèo mát mái, nên dường như ông Tổng Bí Thư chỉ còn cách phải truy cùng diệt tận cho bằng được Thủ tướng Phạm Minh Chính mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Lấp Vịnh Hạ Long, Tổng Trọng còn truy cùng diệt tận Thủ tướng đến bao giờ? Phân lô bán nền cả Vịnh Hạ Long, di sản thế giới, kỷ cương phép nước ở đâu đây? Trong những ngày gần đây, báo Tiền Phong có loạt bài phóng sự điều tra lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề, di sản thiên nhiên thế giới bị đe dọa trực tiếp, đang làm xôn xao dư luận cả nước. Báo Tiền Phong cho biết điều đặc biệt dự án này lấn ra Vịnh Hạ Long cả cây số tính từ đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều núi đá của Vịnh Hạ Long đã bị doanh nghiệp đổ đất quây kín thành hòn non bộ giữa dự án. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khẳng định với báo Tiền Phong rằng vị trí thực hiện dự án khu đô thị 10B nằm trong vùng đệm của Vịnh Hạ Long. Vụ lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề đang diễn ra. Điều đáng ngạc nhiên, theo đại diện của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cho biết, đây là dự án cấp tỉnh và được tham vấn ý kiến đầy đủ của các bộ, ngành trước khi phê duyệt. Theo đó, dự án đã hoàn thành mọi thủ tục nên đã được triển khai đúng tiến độ, quy mô và thời gian thi công dự án. Dự án này cũng không nằm trong vùng lõi của Vịnh Hạ Long và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý. Nếu nói như lãnh đạo thành phố Cẩm Phả thì có nghĩa đây là một dự án đã được cấp phép đầy đủ, đúng quy trình. Rõ ràng đây là một điều cực kỳ vô lý, khó có thể xảy ra. Kể cả việc đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, ngay khi nắm được thông tin, Ban Quản lý Vịnh đã cấp tốc có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Tài nguyên Môi trường về việc dự án đang vi phạm nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến vùng đệm của di sản, song vẫn bị phớt lờ. Tờ báo Tiền Phong còn để ngỏ câu hỏi, không hiểu sao một dự án như khu đô thị 10B lại được phê duyệt dù biết rất rõ khu vực triển khai dự án có gần 4 hectare nằm trong vùng đệm của di sản Vịnh Hạ Long. Vậy lãnh đạo địa phương và bộ ngành nào có trách nhiệm trả lời cho công luận được rõ về những uẩn khúc vừa kể trên? Quảng Ninh xây dựng dự án đô thị, đổ đất lấp đá vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Được biết dự án khổng này nằm trên khu đất cực kỳ đắc địa, tiếp giáp với mặt biển trên trục đường ven biển đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.232 tỷ đồng với quy mô 31,8 ha, được dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 3 năm 2026. Cụ thể, quy mô các hạng mục công trình bao gồm 451 căn biệt thự và nhà ở liền kề, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 52 căn biệt thự. Ngoài ra còn có các công trình thương mại dịch vụ, trong đó có khách sạn 7 tầng, quy mô dân số khoảng 2.524 người. Tờ báo Tiền Phong tiết lộ chủ đầu tư của dự án này là công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, một mới được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, nhưng đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, thời điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận kết quả trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất, doanh nghiệp này mới chỉ được có 42 ngày tuổi, nhưng đã loại bỏ được tới 8 đối thủ nặng ký để mà chúng đấu thầu ra khu đất giá nghìn tỷ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, trong đó ông Trần Hoài Thanh góp 55%, ông Lê Minh Chiến góp 45%. Trụ sở chính của công ty này đặt tại đường Cẩm Phả, Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2022, Đỗ Gia Capital đã nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ sở hữu của ông Lê Minh Chiến và ông Trần Hoài Thanh cũng đảo chiều, trong đó ông Chiến nắm giữ đến 99,99% vốn điều lệ, số ít còn lại thuộc về ông Thanh. Những điều liệt kê kể trên cho thấy tầm cỡ của chủ đầu tư dự án cũng như quan chức đứng sau để bảo kê và cũng giải thích lý do vì sao cấp chính quyền phải bất lực. Hàng đoàn xe vận tải chở đất không phủ bạt chạy suốt ngày suốt đêm. Mới nhất, trước áp lực của dư luận cũng như truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 3105 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cẩm Phả kiểm tra dự án này và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong tháng 11 năm 2023. Được biết, dự án này cũng vi phạm hàng loạt các quy định của pháp luật như Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Di sản Văn hóa, kể cả báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Nếu dự án này không bị xử lý thì hỏi kỷ cương phép nước đang ở đâu đây?
dư luận xã hội thấy rằng Vịnh Hạ Long là di sản thế giới mà còn bị các quan cho doanh nghiệp sân sau phân lô bán nền được. Thì cái mảnh đất trung tâm Ba Đình nơi có đặt lăng ông Hồ Chí Minh, chắc gì lũ quan chức tham lam suốt ngày ca tụng đạo đức Bác Hồ sẽ tha. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết với bản tin ngày hôm nay: phân lô bán nền cả Vịnh Hạ Long, di sản văn hóa thế giới, kỷ cương phép nước ở đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.